mèo nha. Thì đây là tập thứ hai anh em mình đi giải cứu những con chó vô tội nha. Thì cái tập thứ nhất á là anh em mình cứu là 15 bé nha mọi người. Lại mình tưởng nó là 19 bé nhưng mà mình về nhà mình bỏ vô nhà thì lại mình tính lại là có 15 bé à. Thì cái này là 8 bé nha mọi người. Là tổng cái số mà anh em mình giải thoát giải cứu thì được 23 bé nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Bé này bé nấy hiền không à. Có cái bé kia rất là đẹp luôn mọi người. Đó thì cái hành trình hôm nay anh em mình đi á là giải cứu 8 bé. Thì tập thứ hai nha mọi người. Thì cái tuyến đường mình đi á thì nó còn xa lắm. Thì mình quay nó gió nó ồn ào á. Mình quay không có được á. Mọi người thông cảm cho mình nha. Thì trên cái tuyến đường thì mình quay về nhà mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì mong mọi người và các bạn, các cô chú sẽ đồng hành cùng anh em mình cái tập thứ hai này nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mấy chú chó ngơ ngác không biết gì luôn. Mình đi qua trên đường thì mình quay cho mọi người xem cái đường tuyến đường mình anh em mình đi luôn nha mọi người. Mình đang chở mấy bé về nhà nha mọi người. Mình rất là xúc động luôn mọi người ơi, vô cái lò mổ đó mà mình rất là xúc động luôn. Nếu mà mình quay được cái cảnh đó thì mọi người thấy những cái cảnh nhạy cảm đó mọi người. Thì mọi người thông cảm nha. Tại người ta không có cho mình quay á. Nên là mình chỉ quay cái tuyến đường anh em mình giải cứu thôi. Về tới nhà nè mọi người.
giờ chuẩn bị đội của mình khiêng mấy bé vô nha mọi người. Anh tài xới đây, con bé ở đây cả nhà, con bé đứa nào cũng khỏe mạnh hết nha. Đó, đang ngập đây, đây khen không ai đến phụ khen. Anh đây, 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 đây. Cái này vậy? Đừng cái vậy mọi người. Nặng lắm. Phải đúc đòn cho mình mới lên được nha mọi người. Ở đây ngon, bút bút lớn lắm. Qua vô cái trang trại là phải qua một cái đường tàu mới vô được nha mọi người. Qua vô vùng nước nè. Mấy nay mình đang qua một vùng nước. Mưa quá cả nhà đang ngồi. Mưa quá. Cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ mạnh khỏe nha. Thì cảm ơn mọi người đã đồng hành với anh em mình video này nha. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Xin bye bye mọi người.